Người nước ngoài khi đang lưu trú ở Việt Nam bị mất hộ chiếu gốc và mất giấy tờ thị thực của Việt Nam thì trường hợp này phải xử lý như thế nào? Cứ gặp phải tình huống như thế này thì các bạn tuyệt đối đừng lo lắng nha. Và các bạn sẽ giải quyết hai vấn đề. Đầu tiên là xin cấp lại hộ chiếu mới tại đại sứ quán nước sở tại của các bạn ở Việt Nam. Quy trình và thủ tục chi tiết như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đại sứ quán để được hỗ trợ. Vấn đề thứ hai đó là xin cấp lại thị thực của Việt Nam. Thì đối với những trường hợp người nước ngoài vào để làm việc đã được cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú lao động, thẻ tạm trú đầu tư hoặc là có visa doanh nghiệp thì các bạn sẽ báo lại với công ty bảo lãnh để yêu cầu công ty bảo lãnh nộp lại hồ sơ xin cấp lại tất cả các giấy tờ cho các bạn. Còn đối với những trường hợp mà bạn có người thân là người Việt Nam bảo lãnh thì các bạn sẽ báo người nhà chuẩn bị hồ sơ giấy tờ xin cấp lại thị thực. Còn riêng đối với trường hợp bạn vào Việt Nam bằng visa du lịch hoặc là e-visa thì các bạn sẽ phải tự làm thủ tục này. Tuy nhiên thì tất cả các trường hợp các bạn sẽ đều phải có một cái giấy xác nhận là các bạn đã bị mất hộ chiếu và mất giấy tờ thị thực Việt Nam. Khi mà các bạn chuẩn bị xong hồ sơ giấy tờ thì các bạn sẽ nộp lên cục xuất nhập cảnh để được hỗ trợ. Tuy nhiên thì đối với những trường hợp này ở thời điểm hiện tại thì cục xuất nhập cảnh họ khá là khó, nên là một vài trường hợp thì họ sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải xuất cảnh khỏi Việt Nam. Vì vậy nếu như mà các bạn có gặp trường hợp bị mất hộ chiếu, mất thị thực Việt Nam mà gặp khó khăn trong cái vấn đề giải quyết đó, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số 0866 77735. Mình sẽ hỗ trợ làm thủ tục tư vấn cho các bạn nhé. Bye bye.